Theo sai chào quý vị các bạn. Anh em chúng tôi lại di chuyển từ nhà anh Nguyễn về vườn nhà em Mạnh Mạnh Nhựa. Chào anh em nhá. Đây là em Mạnh Nhựa, cho xin địa chỉ ở đâu đã? 25B4 Lê Hồng Phong. Rồi ok, cảm ơn em. Chào anh. Chào anh ạ. Chào tất cả mọi người. Vâng, chào anh nhá. Vâng, cảm ơn mọi người đến vườn nhà em của em. Em chào anh. Chào anh. Đấy, lại gặp nhau. Em mời anh ạ. Em mời quý vị các bạn. Ui, một người anh lâu lắm lại gặp. Em lại xin phép anh, hôm nay em lại quay video tiếp. Anh nhá, anh vào đây chơi với em. Hôm nay Video Sai lại được phát sóng quý vị ạ. Cho quý vị ngắm lại một lần nữa của vườn nhà em Mạnh Nhựa, Hải Phòng. Số 1 á? Nhà là số 1 à? Cây. À, chưa biết được. Vườn đẹp chưa? Còn đẹp lên đấy chứ nhỉ? Dạ, vâng, em cảm ơn anh rất nhiều. Vườn rất là đẹp. Thì sang trái, sang trái. Hôm nay Vườn Sai quay thật kỹ cho quý vị nhá. Vâng. Mạnh anh quay kỹ thôi nhá. Vâng, anh cứ ở đây mà anh được. Quay kỹ quý vị ạ. Nọ với Vườn Sai quay hơi nhanh. Vì hôm đấy vào đấy là em Mạnh không ở nhà. Cho nên là hôm đấy Vườn Sai cũng xem một chút nhanh thì là không kỹ cho quý vị được. Chia sẻ quý vị một chút là sân vườn của em rất nhiều những loại cây. Rất nhiều những loại cây quý vị ạ. Ngắm rất thích, không chán. Không chán một tí nào cả. Vì em cây nó nhiều kiểu dáng, nhiều chủng loại. Như ví dụ như cây dâu để em chơi này. Hay là cây hoa giấy này. Hoa mười giờ này. Cây phi lao này. Ui nhiều lắm. Em chào anh bạn Chọc. Anh cái này là cái gì nhỉ anh nhỉ? Em không nhớ. Cây sam hay sao? Không phải cây sam anh ạ. Cái này cây gì? Không ạ. Này phải hỏi. Mạnh Mạnh cái này cây gì mà nhỉ? Hải Châu. Đấy. Anh thấy chưa? Cũng rất khó biết anh ạ. Tại vì mình không chuyên cái này. Đúng rồi, mình không chuyên cái này. Anh là chỉ ví dụ như là quay đây để quay mấy tiếng. Vâng, không, này em đi lướt một vòng thôi anh ạ. Nhưng ngắm này cũng sướng anh ạ. Ngắm này thích. Sướng nhỉ. Quá sướng rồi. Video Sai quay không gian xong rồi Video Sai chia sẻ kỹ quý vị cùng chiêm ngưỡng. Đấy Video Sai cứ đi lần lượt nhá. Lần lượt. Lần lượt. Đấy. À chị sẽ. À chị sẽ. Mà chú đây giờ nó có đẹp không? Giờ nó mịn đi lên à? Anh ơi. Hỏi giá bao nhiêu mua lại đi. Không. Sao lại không? Mua giá thì anh Mạnh bảo là quý chú duy sượt. Anh ơi, quý chú duy sượt cho nên là để cho chú có một cái vị trí một tí. À, cũng chỗ cổng vào đấy nhờ. Vâng, uống nước đi anh. Đẹp quá. Cái rất đẹp. Tác phẩm Nghinh Phong Chiếu Địa. Em Mạnh đặt tên nó rất ý nghĩa quý vị ạ. Đấy, là đón gió soi đất. Đấy, em đặt cái gì là em cũng ý nghĩa như thế. Kệ mọi người đi xem Video Sai cứ từ từ để đi chia sẻ quý vị các bạn. Cái này đúng dáng thác đổ luôn. Như một dòng nước chảy ở trên xuống quý vị. Đấy quý vị nhìn thấy không ạ? Như một dòng nước đổ từ trên xuống. Như anh bạn Chọc nói, nếu mà chia sẻ cả vườn này phải cả ngày quý vị ạ, thì vì làm sai cũng xin phép chia sẻ nhanh hơn một chút những cái cây mà với vì làm sai thấy là đẹp với mình. Mọi người đang bàn luận về cây xanh. Nhìn cái này con tử nó sâu hơn. Chắc là chung được chơi được hai màn nhưng màn này đẹp hơn. Dạ. Yeah. Màn này nó sâu cây hơn. Nó đúng độ. Khi sạch đi cắt tỉa ra mình nhìn được.
Tác phẩm là Đại Mộc Sinh Đa Tử, tức là cây to sinh nhiều con cháu. Ai da, chà. Chà, em tôi là tác phẩm cây bóng dáng rất to. Vườn rất là đẹp quý vị ạ. Để những cây đẹp chưa này quý vị này. Xuống chưa? Bóng dáng đúng là mang tầm cỡ quốc tế. Quá đẹp luôn. Em ít tuổi nhưng mà mang cái suy nghĩ tầm quốc tế luôn quý vị. Vào vườn nhìn thích lắm. Điều sai nói và có hình ảnh cho quý vị nhìn đang nhìn luôn. Một cái cây này quý vị nhìn đấy ạ. Anh Giang, anh Thành ơi. Anh Thành ơi, mời anh Giang, anh Thành ra ngắm một cây này. Có quả này này. Đẹp chưa này. Vâng, em thấy đấy, em sinh năm 82 mà em mới chơi hội nhập. Đúng không anh? Đấy hỏi là đúng là chơi hội nhập, anh Thành nhỉ? Hôm nay anh Thành mới lên đây đúng không ạ? Đúng rồi, hôm nay. Vâng, anh Giang nay vào đây nhỉ? Đấy, em Mạnh Nhựa ở phòng đấy. Em sinh năm 82. Tuyệt vời chưa? Sao cây này em không mang đi triển lãm nhỉ? Thích nhỉ? Cây em tưởng như thân thân đấy nhỉ, thân ruối nhỉ? Như thân ruối. Cây du của anh. Đẹp anh ạ. Em mời ba anh đứng đây em xin cái ảnh tổng thể đứng rất đẹp. Tác phẩm này vì cây nó lạ anh ạ. Đấy em mời ba anh đây tí và đấy, các anh đứng cùng đây ạ. Đấy. Anh nhá. Nhìn bức ảnh đẹp quá. Các anh nhìn đây ạ. Đây anh quay đây ạ. 1 2. Rồi, cảm ơn các anh. Đẹp quá. Em nhìn cái dáng nó nghệ thuật nữa anh Thành nhỉ. Dáng đẹp. Cái du này to như này hiếm. Nhìn tất cả góc cạnh thật là đẹp. Cái này đây có tên rồi đại ca. Ông Mạnh, Mạnh là rất hợp với anh về cái này này, phải đặt tên. Tức đặt tên là phải có ý nghĩa. Đấy, như đây Đại Mộc Vĩnh Trường Tồn. Tức là ý là cây to còn mãi mãi. Cây to, mộc là cây. Vâng. Đại là lớn. Vâng. Vĩnh là vĩnh cửu, vâng. Trường là dài, vâng. Tồn là tồn tại. Vâng. Cây to còn mãi mãi đã. Tức là cái đây là cái chữ tồn là tồn tại này. Dạ, trường vâng. Là dài, còn vĩnh là vĩnh cửu, còn vâng. Mộc là cây, còn đại là lớn. Vâng. Đặt yeah. Xem mọi người hiểu được ý nghĩa. Vâng, tuyệt vời. Hay đấy. Hay và hay lắm anh ạ. Nhiều xanh thì đa dạng hơn nhà AT thì đa dạng hơn nhà bác thấy kìa. Vâng. Đây là cái trắng này. Vâng. Đại Mộc Sinh Đa Tử. Vâng. Tức là đại là lớn này, mộc cây này là cây. Phẩm là mộc hạt sinh châu. Sinh là sinh đẻ. Đây anh ơi, cây này. Ta là nhiều. Cây này anh ơi. Nhiều tử. Đây cây này ạ. Mộc hạt sinh châu. Mình chưa rồi. Hiểu đấy. Mộc là một cây, hạc là dáng con hạc, vâng. Sinh là đẻ, sinh vâng. Ra quý tử, vâng. Đấy. Đấy, sinh ra quý tử, sinh châu đấy. Châu tức là châu tử. Là châu báu à. Cây già sinh ra, châu báu à. Sinh ra một cái tức là nó già quá nên ngọc ngọc. Sinh châu. Nếu là cây này mà ai mà mua ấy là sẽ được sinh ra châu báu hàng ngày, nó đẻ gốc cây này. Đúng. Cây già. Ê, đây anh Thinh ơi, anh Thinh ơi. Đây viên đặc quý này này. Đây viên nữa, anh để cho em, anh đứng im nhá. Đứng im đấy. Anh ơi, đây, nhà được viết rồi. Anh ơi, nhà được viết rồi. Châu báu đấy rồi. Đây viết. Đẹp nhỉ, sinh châu nhỉ. Bẻ quá đẹp luôn. Cây đẹp, bẻ đẹp. Cây bẻ đẹp. Rất hợp. Còn con này tại sao? Rất hợp. Mấy lít thời nên là làm cái này. Nhưng mà sao em bảo là nếu qua thời gian thì nó phải mịn đi chứ. Sao lại cứ đang có xương phai. Dạ. Đây con này tại sao? Tức là nó là cái cây là đại mộc. Sinh đa tử, vâng. Đại tức là lớn, vâng. Mộc tức là cây, mà sinh tức là đẻ, mà đa vâng. Đa là nhiều, vâng. Tử là con. Đấy, nhiều con cháu. Đây nữa anh ơi, đây nữa. Tác phẩm Vạn Cổ Hương. À, vạn tức là đây là vạn là thời gian, cổ vâng. Là cây, cũng vâng. Là thời gian. Vâng. Vạn là vạn niên, vâng. Vạn cổ. Vâng. Tức là nó cũng là còn hương tức là nó cây này là cây hương thơm. Toát ra mùi hương thơm. Vâng, ong đang đến này anh này. Đấy, hương thơm. Ong đang đến hương thơm.
Đấy em nói sách bánh trứng luôn nhỉ anh Kiên nhỉ. Tức là đúng tức là nó vạn cỏ nhưng mà hương của nó vẫn đấy hay quá quý vị ạ. Hôm nay được anh Thành Vàng chia sẻ ý nghĩa của những cái cây đặt tên rất là hay. Cảm ơn anh Thành rất là nhiều. Đấy chúng ta lại đi tiên tiên dưới này tiếp. Những cái này là nó rất là chuẩn. Vâng. Đấy, quý vị nhìn thấy cây ui cái tùng chưa hả nhỉ? Tùng tên là gì anh nhá? Hôm nay video sai theo anh Thành Vàng Ninh Bình. Đây Lưu Miếu Duệ anh nhá. Lưu tức là anh Thành Vàng đứng lên xin cái ảnh hai anh Thành Vàng đẹp quá. Đấy. Rất là đẹp. Các anh đang đứng ngắm ở dưới gốc một cây tùng rất đẹp. Lưu tức là lưu tức là lưu giữ. Vâng. Đấy lưu tức là lưu truyền. Vâng. Đấy, lưu này tức là lưu giữ và lưu truyền. Dạ vâng ạ. Đấy. Đây là miếu tức là nó gọi tức là một cái tác phẩm được lưu giữ. Đấy, nhiều đời. Duệ tức là hậu duệ. Hậu duệ. Tức là đời này, đời sau, đời sau nữa. Vâng. Tức là duệ là các thế hệ các đời. Vâng. Đấy lưu miếu duệ nghĩa đó là như vậy. Cảm ơn anh. Anh Thinh ơi, em anh em vào việc. Cái bể đá đẹp quá nhỉ. Cái bể đá ba khoang quý vị ạ. Mà lại huyết góc. Đấy. Chân thụt. Chân này chân hơi mũi hài tí, hơi loe một tí. Rất đẹp. Ui ôi, ba khoang hai mặt quý vị ạ. Rất là quý. Nhưng mà cũng rất tiếc, hình như là có một chút sửa sang. Đây quý vị này. Tiếc quá. Này do thời gian không giữ được. Tiếc quá. Nhưng mà cũng rất là quý quý vị ạ. Rất quý. Em Mạnh đã đưa về đây để thả súng, để lưu giữ lại những cái gì của các cụ để lại. Đấy. Tiếp tục đây cây nữa anh ơi. Các anh. Duy Ngã Độc Tôn. Đấy. Duy Ngã Độc Tên. Như ở đây là mọi người nói là trên đời chỉ có một. Đúng rồi. Đấy. Duy là duy nhất. Vâng. Duy là duy nhất. Tức là ngã, tức là đây là kiểu như là độc, tức là cũng là nhất. Vâng. Duy tức là độc nhất. Tôn đây có thể là tôn tử hoặc là tôn, có thể là đây người ta nói là có một thôi. Vâng. Cái từ tôn có thể là nó thể hiện ra là mình cứ nói là tưởng tôn đấy. Vâng. Là như vậy. Trên đời chỉ có một. Duy Ngã Độc Tôn. Trên đời chỉ có một. Duy là duy nhất, độc cũng là nhất. Đấy. Cây tức là chỉ có một thôi, không cây có ai. Đúng vậy, nhìn cái cây này chắc chẳng còn cây thứ hai nữa. Đúng rồi, đây. Để về thưa quý vị các bạn, đây các bạn nhìn này, cái nu cục này. Này, nu cục thân pháp này. Đã màn. Cái mua ở đây mình không quan trọng, nhưng quan trọng là em nhìn được lúc đấy. Em biết đồ quý em mang vào. Đấy là một cái tuyệt vời nhất. Nó là gì? Nó là cái khoảnh khắc đấy. Việt Nam rồi nó mới nổi cái u cục như thế. Đấy. Nó có sẵn rồi. Nó ít. Ít thôi. Ít thôi. Thực tế cái u cục này là cái gì đâu, là cái này nó nổi lên thôi. Đúng rồi. Đẹp quá. Đấy. Kia có một cây tùng nữa anh, có tên nữa anh cả. Đây. Đây nữa. Đẹp rồi. Nghĩa của nó là đặt chuẩn đấy. À đây. Cỏ trường xuân. Cỏ tức là cây coi cỏ. Trường là dài. Xuân là nó vẫn cứ theo cái năm tháng. Đấy, muôn thuở vẫn tươi tốt. Muôn thuở, hay anh nhỉ. Muôn thuở vẫn tươi tốt. Đúng rồi, đấy đây. Cỏ tức là cây tên cỏ, hay nhỉ. Trường là dài, xuân tức là lúc nào cũng mùa xuân. Mạnh ơi! Lúc nào cũng xanh tươi. Ra đây, kệ anh tự do. Ra đây. Hay lắm. Ra đây. Ra đây, tên tiếc hay thế này, anh Thành đang khen. Vì em sai đang mời em Mạnh ra. Em có những tên rất hay mà anh Thành Vàng Ninh Bình đang rất là thích cái cách đặt tên của em. Đây anh Thành nó bảo rất là hay đây. Đấy. Cỏ trường xuân, cỏ tức là cây cỏ. Trường là dài. Dài, trường tức là dài. Xuân tức là lúc nào cũng tươi tốt. Có một xuân sườn tốt. Đấy tức còn bên cái cây cỏ dài dài tươi tốt. Đây bên này nữa hai anh em xem đây. Đây. Nghênh thanh khách. Nghênh phong. Đấy, nghênh thanh khách. Đây là đón người thanh lịch. Đấy, ngoài. Nghênh tức là đón. Vâng. Nghênh tức là đón. Mạnh đứng quay đây. Nghênh tức là đón. Đấy. Thanh tức là thanh có thể là dài. Vâng. Thanh có thể là một cái gì đấy mà nó rất là khác cục mình. Vâng. Đấy. Thanh mà đấy, thanh thanh thoát đúng không ạ? Khách tức là đón khách. Đón khách. Tức là ra một cái trân trọng, cái thanh mảnh.
của mình. Vâng, mình nghênh ra đón khách. Kiểu giang tay ra đón khách đúng không ạ? Nhưng mà em này, em nói đi. Những cái tên cây này là do ông nội đặt. Đó, ông nội đặt. Rất là ông nội em thì cũng là một trong những người chuyên về phong thủy. Tuyệt vời. Ông ra ông ngắm cây và ông đặt. Ừ. Ông nội của em hay ông nội của thằng cò? Ông nội của em. Ông nội của em đấy. À đâu, bố đẻ đấy em. Ừ, bố đẻ em là ông nội của thằng cò gì nữa phải hỏi đúng. Vậy rồi. Nghênh hoặc nghênh. Đấy, nghênh phong. Đấy chẳng hạn như vậy là thích nhỉ? Anh ơi, chúng ta dạo một vòng ở dưới này đi. À, cái này đúng ra phải đặt từ ngay cổng vào. Thì mới là tuyệt vời, phải nghênh đón khách mà. Phải đặt từ chỗ cổng kia vào. Đấy. Nên là video sai là không được. Anh à vậy được rồi, nó phải đi được, đang định mở kiến nghị. Được rồi, nhớ đấy nhá. Đúng rồi, anh lại quay tiếp nhá. Ông Mạnh ơi, giờ nói thật này, anh Thành ơi, anh Thành cũng vừa khen Mạnh xong, một người trẻ nhưng mà em chơi cách hội nhập tuyệt vời. Em nhắm chơi đa chủng loại. Quý vị đúng không ạ? Qua một chút video sai vừa chia sẻ cái khoảnh khắc này cho quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng đấy. Sân vườn nhà em mới không phải là rộng nhưng mà cũng đủ để cho chúng ta đi mỏi chân, vì rất là nhiều cây để chúng ta cùng chiêm ngưỡng, nhiều cây đẹp. Sao không mời mọi người ra ngắm cây nhỉ, cứ ngồi đấy nhỉ. Đấy quý vị, chơi phải như thế, rất là nhiều cây khác nhau, các chủng loại, các dáng thế. Đây, khế còn rơi đẹp như này anh Thành. Ui, quả khế còn rơi đẹp như này. Quê hương là chùm khế ngọt, cho ta trèo hái mỗi ngày anh nhỉ. Đây, khế đẹp chưa? Ba quả khế. Đẹp. Ô nhỉ. Sao cây khế lại nụ hết toàn thân nhỉ? Mộc năng sinh bạch ngọc. Mộc tức là cây, vâng. Năng tức là chịu đẻ, chịu sinh ra. Đấy, sinh ra đấy, vàng bạc đấy. Tức là bạch tức là trắng. Ngọc tức là ngọc trắng, ngọc sinh trắng ra vàng bạc. Bạch tức là sinh ra các cái, tức là cái đồ của quý. Vâng. Nghe nói đúng. Bạch tức là trắng, ngọc tức là không ai chơi. Không gian quá đẹp quý vị. Theo Sai cảm ơn quý vị bạn rất nhiều đã theo dõi bên Sai chia sẻ một chút ở không gian vườn nhà em Mạnh Nhựa Hải Phòng. Quý vị các bạn ngày nào đó về đây thì ghé thăm em Mạnh Nhựa Hải Phòng thì ngắm được kỹ từng tác phẩm, chứ video Sai mà quay kỹ từng cái một thì cũng được thôi, nhưng mà khá mất nhiều thời gian. Nhưng mà thôi, để quý vị các bạn về chiêm ngưỡng theo cái cách riêng của mình thì hay hơn. Chứ video Sai thì cũng không biết diễn tả thế nào các tác phẩm như này vì nó rất là nhiều chủng loại. Còn video Sai chỉ hiểu về xanh si một chút thôi, mà tùng la hán, còn những đồ này không biết bình làm sao cả. Nên là cũng mong quý vị các bạn hết sức thông cảm cho video Sai. Cảm ơn quý vị rất là nhiều nha.